Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ sản phẩm mạch LED nháy theo nhạc 48LED sử dụng IC1903. Cách kết nối cũng rất đơn giản. Vị trí 5-12V sẽ được kết nối với dây màu đỏ, GND sẽ được kết nối với dây màu trắng, vị trí data sẽ được kết nối với dây màu xanh lá cây. Sau đây mình sẽ demo sản phẩm thử để mọi người cùng quan sát. Trên đây là video mình giới thiệu về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.